kính HDD 250 và màn hình của nó là 14 inch. Nó là coi 5 thế hệ 3 thì các bạn sẽ liên tưởng tới một dòng đeo tương tự, đó chính là 6430. Mình sẽ chỉ cho các bạn cái sự khác biệt giữa 6430 và 6430S. Các bạn thấy nè, 6430S của mình á, cái viền của nó rất là mỏng. Ở bên này thì nó dày hơn. Và cả hai con nha, cả hai con đều là màn hình 14 inch, nhưng mà bạn thấy nè, 6430S nó rất là gọn hơn. Bởi vì cái dòng máy này rất là hiếm hàng. Mình mới về được cỡ khoảng 10 con thôi, nhưng mà máy rất là đẹp. Máy đẹp từ trong ra ngoài luôn các bạn thấy á. Và nó gọn hơn dòng 6430 này. Cũng nhẹ hơn nữa. Đó. Bạn thấy không? Đây là cái dòng máy này, khi mà mình nhập hàng về thì nó được ưu chuộng một cách tối đa. Khi mà khách mà tới cửa hàng của mình là sẽ ưng con máy này liền luôn. Vì thế cho nên số lượng của bên mình còn rất là ít.